Thưa quý vị, ngày 26 tháng 3, đồng chí Đặng Thị Hoa Đầy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Long Xuyên và đồng chí Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên đã đến dự lễ khánh thành cầu Tôm Lan, cầu Mương Cui Cũ thuộc khóm Tây Hoài 2, phường Mỹ Hòa. Cầu Tôm Lan được xây dựng mới và đưa vào sử dụng có chiều dài 20m, bề rộng mặt cầu 4m, kết cấu bê tông cốt thép, đảm bảo độ thông thuyền rộng 6m, có tải trọng trên 2,5 tấn, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 465 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Trong đó, gia đình ông Huỳnh Thiện Tôn và bà Nguyễn Thị Mỹ Lan, ngụ khóm Tây Hồi 2, hỗ trợ kinh phí 250 triệu đồng. Phần còn lại do bà con nhân dân trong và ngoài địa bàn đóng góp tiền và ngày công lao động. Đây là công trình thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố và chào mừng Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên nhiệm kỳ 2024-2029. Công trình hoàn thành và đi vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa, sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân trong và ngoài khu vực. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên và phường Mỹ Hòa tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng cầu.